Xin chào ông bà cô chú, giờ ai chào cô bà cô chú trước nè. Chào bà cô chú nè. Chào bà cô chú. Chào bà cô chú. Chào cô chú. Chào cô chú. Đúng rồi. Cháy cháy chào đi, thôi cháy chào nè. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Mời chú rắn bự chùa giáo ông. Ông bà cô chú ơi, trong đây có con rắn bự chà bá luôn. Nói tiếng Việt mà phải thông dịch. Cái gì đâu nói chạy. Con rắn. Con rắn. Ờ, con này. Con rắn. Con đứng ở trong dưới đó. Nghe con già cắn nè. Con già cắn. Rồi sáng nay là mấy anh em cô chú biết sao không? Con cho tắm đi hồ bơi, bơi xong giờ xuống đây cùng nhau chơi. Mỗi bước chân của ba anh em là có ông bà nội nè, ông nội nè. Giờ mẹ nói nè, đến lên ba ai giỏi hung ông nội một cái thiệt lớn nè. 1 2 3 hung ông nội nè. Con nít đó. Giỏi. Bắt nít cái ghê quá. Chay ơi. Chay, mày ngưng hỏi nè, cái gì trong đây vậy? Con rắn. À, con rắn hả? Con có sợ con rắn không? Con sợ con rắn. À, con sợ con rắn lắm hả? Con rắn cắn hả? Sợ con rắn mà sao bu đông dữ vậy? Không có được mở là con rắn cắn. Trời, ba Quy kìa, con ba Quy nè. Đó, rồi chú đi rồi kìa, chú đi, chú lấy con dao rồi kìa. Chú đi, chú lấy con dao, chú bắt con nít. Trời, chay làm gì vậy con? Con mở ra con rắn cắn nè, cái cài không biết cô chú nào gài tặng cho con này để mẹ kẹp tóc lên cho nó đẹp gái nha. Quá trời cho cô chú nào mà tặng cài thấy vui nè. Ờ, thấy chưa? Con rắn ghê hả? Đâu đâu? À trời ơi, con sâu môi con đẹp cười lên cho cô chú coi đi. Con rắn bự. Rắn con nít. Con hát bài ren ren cho cô chú nghe đi. Ren ren go away. Come again another day. Thôi ôi, hai cô chú ơi, hai cô chú khổ quá. Mặt tới kìa. Mặt ông già tới kìa. Đừng có gỡ nghe con. Đâu. Em đừng có quánh anh. Em đừng có quánh anh. Đừng quánh nha. Đừng có quánh anh hai, tội nghiệp anh hai. Đó. Thôi để ăn hai đau. Anh hai đau. Đợi để ăn hai đau. Trời ơi, em có đánh đâu, em đụng sơ là la rồi. Ai quánh ai đâu? Rắn. Ủa Trai ơi, Trai. Mày ngồi hỏi này Trai ơi. Cái nón ông già Noel con đâu rồi? Đâu ta? Đâu rồi? Đi đi, mẹ Ngân chở đi coi đèn bóp hẹp nè. Ông nội cất cái đó giùm đi ông nội. Để đây chập mấy đứa này nữa nó lôi ra. Ồ, nặng quá. Cái hộp quà của mẹ Ngọc á. Ôi da, nặng quá. Con rắn gì mà nó nặng dữ rồi ta? Con rắn gì vừa nặng dữ vậy trai? Tại sao thấy người ta hả? Thấy người ta đẹp gái quá ăn hiếp người ta hả? Ăn hiếp người ta, đúng không trai? Ở đây. Quánh người ta. Ấy đi con, tóc khô thì mẹ Ngân cột tóc cho. Trời, hay gì đó. Hay vậy cháp. Cái gì vậy ta? Có mấy cô chú hỏi sao Trai về Việt Nam nói toàn tiếng Việt không nói tiếng Tây nữa. Ở đây mới có 2 tháng mà nói toàn tiếng Việt không cô chú ơi. À cầu tuột, con nói cầu tuột. Đúng rồi. Cầu tuột. U cha. U cái đầu. Heo. Heo. Lấy cái gì đó. Trời ơi, kêu ông ngoại cất cái thùng ông ngoại bưng vô. Ừ, con rắn rồi nó đúng không? Dạ đúng. Dạ thưa đúng. Đúng rồi, con nói đi. Dạ thưa đúng. Đúng rồi, giỏi. À mẹ hỏi nè, bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu Trai, mẹ Ngân không thấy bà ngoại đâu luôn á. À bà ngoại đi công việc rồi hả? Bà ngoại trên lầu á cô chú, mà hả hỏi đâu là đó. À trên lầu. Dơ. Bắt nít. Ờ bắt con nít. Đúng rồi. Bắt con nít nhốt không nó đâu. Để mẹ Ngân bưng đi chỗ khác. Con nít đó hả? Trời ơi có thùng hàng nó không mà. Có thùng hàng nó không mà nãy giờ hả chạy theo đuối luôn á. Đâu con tự đợi nói mẹ coi coi. Đâu đổi lên nha.
Đưa cho mẹ ngân đổi cho. Bà già Noel nè, bà già Noel ơi. Để mẹ ngân đổi cho. 1, 2, 3. Từ từ. Nó bà già Noel. Tự đổi mặt nữa. Cảm ơn. À, cảm ơn nữa, đổi vậy mà cảm ơn gì, coi đổi nha. Đúng rồi, coi chừng đụng vô điện. Chay, mẹ ngân có gì này chay? Chay, trà chuối. Gì đây? Chuối. À, chuối nói sao chay? Con mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô với em đi, 1 2 3 vô đi. Vô với anh hai. 1 2 3 vô. À, chuối cũng vô nữa. Đâu cho cô chú con ăn chuối ngon sao? Đâu? Trời ơi ngon quá. Ngon quá. Có cho Quy ăn không? Cho Quy miếng đi. Cắn chuột lưỡi đúng không? Cho Quy miếng đi đâu. Bà Quy cũng chen đó. Có mấy cô chú hả chứ? Gì vậy anh hai? Chơi em mẹ con. Chứ anh hai chơi em à? Anh hai nói một tiếng là biết nghe lời điện không? Đúng rồi. Ngày đâu thấy chưa? Này giống đền thờ ông Tơ bà Nguyệt quá. Đó. Cô chú hỏi là sao? Sao không có thắp nhang lâu quá rồi anh bảo. Xin thưa với cô chú là từ ngày có chay có ba ly là ông địa phải tạm thời vô trong. Là phải trốn rồi. Có hôm nào bị ba là mẹ lá nên bắt ông địa vô tường hết trơn. Đúng không chay? Ừ. Ăn gì á con? Dạ thưa chuối. Đúng rồi, đúng rồi. Trời chay ngoan ghê bà ngoại. Dạ thưa ăn chuối. Con đây. Đúng rồi. Trời ơi, ăn dữ rồi á. Trời ơi, nay em biết lột chuối rồi kìa. Có gì được rồi con, vậy cầm ăn thôi, đừng lột nữa. Xong. Xong, trời ơi. Bữa đầu về nói phím nịt, bữa nay là xong rồi đó. Xong. Hết thời gian rồi. Vô với anh hai, vậy anh hai, tới vô với em hai. 1, 2, 3. Vô. Vô. Khoan từ từ thôi, ít thôi. Để mẹ Ngân dọn này nha. Có dừng trúng té em coi. Hôn em miếng hai, sáng giờ không thấy hôn em gì hết trơn hai. Nha. Ngon dữ người ta. Mời cô chú ăn. Đúng rồi, ai giỏi mời cô chú ra. Mẹ con đi cầu. Con đi cầu. Đi trên cái cầu á. Đi cầu đâu, đi trên cái cầu. Nhâm nhâm mi, yum mi, yum mi cho mẹ Ngân với. Thèm quá hả? Cho ăn với, thèm quá hả? Trời ơi, Ngân nhiệt tình dữ rồi. Trời ơi, lúc mẹ Ngân nhiệt tình dữ rồi ta. Có cho ông ngoại ăn không? Chơi có cho ông ngoại ăn không? Nói ông ngoại ăn vô. Ông ngoại ốm quá rồi ăn vô. Hai đứa đút ông ngoại cho ông ngoại ăn no luôn. Ngoại. Ông ngoại thương con lắm. Sau khi chơi xong rồi đấy. Ủa đứa chuối ăn gì nhanh dữ vậy chạy hết rồi đấy hả? Chến chúc em con. Càng lấy càng. Gì mẹ? Hả? Ôi trời đất ơi. Cười nữa. Nhà tới Quý hả? Cũng dành nhau ông địa đó hả Quý? À, sáng sớm coi như là không có ba Bảo, không có mẹ Ngọc. Ôi trời đất ơi, tới gần camera máy bay nữa. Là quay cho cô chú thấy là ba em ở nhà chơi với lại ông ngoại, bà ngoại với mẹ Ngân rất là vui vẻ luôn nè. Đúng không chơi? Trời ơi. Chạy như con chim không mỏi mệt luôn.
Sao con? Con ăn táo xong con dính vào chân con hả? Sao Quy? Ăn mà nó dính vô cái chân của con hả? Ăn xả xong giờ dính chân hả? Mẹ biết rồi, để mẹ gỡ cho. Mỗi đứa một góc nè. Ý nghịch nè. Nữa không, nữa không, chưa nữa không? Coi nè, đố chay Quy đâu? Purple. Trời ơi, coi cô chú. Ánh nắng nó chiếu vô hình màu sắc mà nó còn đến màu nè. Đâu, màu đâu, màu sắc đâu? Orange đâu? Blue đâu? Purple, đúng rồi. Trời ơi, ở đâu tạo ra thành 7 sắc cầu vồng á, ngồi chỉ màu luôn người ta. Ok. Giờ bắt đầu gần 10 giờ sáng rồi. Chuẩn bị cho uống sữa nè. Giờ bây giờ mẹ nói nè. Bye bye cô chú đi, mẹ Ngân cho tô màu. Bye bye. Giỏi à. Chú ngủ ngon. Tí chay đi, chay bye bye cô chú đi. Đúng rồi, mi gió cô chú một cái. Mi gió cô chú một cái. Bye bye. Bye Quy bye bye cô chú nè. Bye bye. Mi gió cô chú một cái.